Dừng xe. Mời đưa chứng nhận. Đưa cậu ấy đi. Là đội trưởng Ngũ. Đã xảy ra chuyện gì mà rầm rộ thế? Cấp trên hạ lệnh phong tỏa các con đường, kiểm tra nghiêm ngặt từng người. Hình như là để chạy mất ai đó. Cực khổ rồi. Chúng ta đi. Mời đi. Anh chắc chắn Lý Chính Bạch đi theo mèo già chứ? Tuy không chắc, nhưng một người có thể trốn thoát sự lục soát mấy ngày nay của chúng tôi. Tôi nghi ngờ cậu ấy đã bị mèo già đưa đi. Dân. Đủ chưa? Còn không? Này đủ chưa? Đủ rồi. Được. Hai người đưa cậu ấy về. Anh điên à? Khó lắm tôi mới trốn ra được. Anh đưa tôi về làm gì? Xin lỗi, tôi không nhận được lệnh sẽ đưa cậu đi chung. Nhưng rõ ràng là tôi rõ ràng. Nhưng rõ ràng là anh đưa tôi đến Trùng Khánh. Anh nên có trách nhiệm an toàn cho tôi. Chẳng phải cậu đã an toàn ở Trùng Khánh sao? An toàn, anh còn mặt mũi nói sao? Nhưng dù thế nào anh vẫn còn sống. Dương Tế Quân đã chết rồi. Rõ ràng là nội bộ quân thống các anh có vấn đề. Tôi chắc chắn sẽ giống như anh ấy. Nếu tôi chết thì các anh có đưa hàng đến đó. Không có tôi, các anh thành công được sao? Nếu anh muốn kế hoạch của anh nửa đường gãy gánh thì anh đưa tôi về đi. Các anh tự mà thương lượng. Các cậu thấy sao? Lão đại, tôi cảm thấy dẫn tên tiểu tử này theo cũng không sao. Đúng vậy, cậu ấy nói cũng có lý. Chúng ta đã mất công như thế, không thể hại chết một người nữa. Được, vậy dẫn theo trước vậy. Đến trạm liên lạc Trường Trạch thì báo cáo với sở tọa. Sẽ do sở tọa quyết định cậu ấy nên đi hay ở. Lên xe, đi thôi. Lão đại, việc này anh thật sự không định báo lại với trưởng ban sao? Cậu muốn chúng ta cả chặng đường đều không được yên ổn hay sao? Cứ báo cáo với phía Trùng Khánh đi. Anh nói xem lát nữa không thấy tin tức của Lý Chính Bạch thì trưởng ban như ngồi trên đống lửa. Chỉ e những kẻ luôn truyền trạch cựu trề trong bóng tối sớm trở thành con kiến nằm trên nắp nồi rồi. Vậy thì có thể làm khó trưởng ban thôi. Bên trưởng ban thật ra cũng chẳng có gì. Tôi chỉ lo lắng bí mật này cũng chẳng giấu giếm được bao lâu. Trục Khánh bây giờ đã loạn thành một nồi cháo rồi. Tên chốc này còn có thể ngủ ngon đến vậy. Cứ như là không liên quan đến cậu ta vậy. Anh nói xem, một tên giỏi gây chuyện như cậu ta đi đến đâu loạn đến đó. Đội trưởng đem theo cậu ta là phúc hay quả còn chưa chính chắc. Lão đại đã đến mở mướn này rồi. Còn khoảng chừng 30 dặm nữa là tới mép Thanh Thành. Tốt. Lão Tôn, dừng xe phía trước. Kêu họ đều xuống hết đi. Để cho họ nghe rõ. Sao vậy lão đại? Gia Lương tự giới thiệu qua tình hình. Cậu cũng đừng có đứng đó, qua đây nghe đi. Tôi sao? Các anh thương lượng việc lớn, chắc tôi không cần tham gia đâu. Vậy được rồi, tôi giới thiệu qua cho mọi người một chút. Chúng ta đi về phía trước chừng 30 dặm nữa là đến được Thanh Thành. Thanh Thành cách mặt trận Thống Nhất không vượt quá 100 dặm. Bởi vì vị trí địa lý mang tính đặc thù, việc đó tuy là chịu sự khống chế của quốc thống khu, nhưng thực ra lại là mạch nước hoạt động ngầm. Theo như anh nói, vị chỉ huy đồn trú của Thanh Thành làm cái gì mà kiếm ăn vậy? Tư lệnh đóng quân của Thanh Thành này tên là La Gia Quý.
Thế lực của hắn ở đó rất lớn. Thượng quan sớm đã có ý muốn đá hắn ra, nhưng hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt, chỉ sợ hắn ta chống lệnh bất tuân. Khả năng lớn nhất ấy thì là dẫn đến làm phản, nên chưa đụng đến hắn. Thanh Thành là địa bàn của chúng ta, ai dám động thổ ngay đầu sau Thái Tuế không? Nếu nói như vậy thì Trùng Khánh còn là kinh đô phụ ấy, không thuận theo hướng gió hạ kêu. Lên xe đi. Đây là... Lúc nãy cô đi đâu vậy? Con gái đi vệ sinh anh cũng quản, chưa thấy bao giờ sao? Tôi thèm vào. Bớt làm tôi buồn nôn đi. Được rồi, trước mắt tình hình như vậy, tôi với Lương Tử vào thành thám thính tình hình trước. Vậy hàng phải làm sao? Cậu cùng họ đem xe giống vào một góc rồi trốn tạm đi. Lão đại, hay là bọn em cùng với anh đi vào thành? Lúc nào cũng ở với cô ta, ai thương lượng mặt cả gì với cậu sao? Đây là mệnh lệnh. Tuân lệnh. Như vậy đi, Lương Tử, chúng ta đi thôi. Tôi biết anh không hề bằng lòng ở cạnh tôi. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn đâu. Có giỏi thì tách nhau ra mà đi. Tiểu ca, chờ tôi với. Mấy ngày này lão ngũ sẽ hộ tống một số vật tư quan trọng đi qua Thanh Thành. Cấp trên chỉ thị chúng ta cần đảm bảo đám người của lão ngũ thuận lợi thông qua. Hàm gì? Tuyệt mật. Trừ Hồng Quả và lão ngũ, không có ai biết cả. Cái tên La Gia Quý này gần đây qua lại rất thân mật với bọn Nhật. Tôi lo lắng Thanh Thành sắp có biến cố. Việc này càng nhanh chóng càng tốt. Người của lão ngũ bao giờ thì đến? Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay. Tránh ra. Tránh ra mau. Qua đó xem. Bao che. Rõ. Vị quân gia này, anh đây là... Ông chủ đâu rồi? Ông chủ hiện không có ở đây, anh có chuyện gì cứ nói với tôi. Lục soát cho tôi. Quân gia. Lão La, mau chạy đi, tôi yểm hộ cho. Tôi không đi. Mau đi đi. Để tôi dụ chúng. Cậu tìm cách xông ra ngoài đi. Xông lên. Lão Lý. Ngũ Chân Thiệu vốn dĩ muốn Lý Chính Bạch liên kết để bảo vệ tổ chức ngầm, nhưng không ngờ La Gia Quốc bị bắt, làm loạn kế hoạch của anh ta. Anh định phải tìm cách khác. Đi xem xét tình hình thế nào. Tam sư kiếm, tru tận gian tặc miếng đường rộng, chí lớn càng dương xa. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo tư lệnh, chúng tôi đã chặt đứt được một hang ổ của đảng Cộng sản, bắt được một tên Cộng sản. Bao, đưa người vào đây. Rõ. Đưa vào đây. Đây không phải là Gia Quốc hay sao? Anh là em. Anh chị em này cứu em với. Gia Quốc, không phải cậu nói là ra ngoài làm ăn sao? Sao cậu lại qua đây thành một bọn với lũ cộng sản? Em có biết đâu anh, em vừa mới về tới Thanh Thành, định vào một ít thuốc quý vào đó bán kiếm chút tiền. Không thể ngờ anh nói xem, uống ly nước lạnh bà chát cả răng. Cậu buôn thuốc quý kiếm chút tiền phải không? Vậy các tiệm thuốc bắc ngập tràn đến phố Thanh Thành này, cậu hợp tác với các nhà khác không được sao? Cậu biết không, cái nhà đó vẻ ngoài giống như buôn thuốc bắc, nhưng thật ra đó là nơi liên lạc ngầm của bọn đảng Cộng sản. Em đâu có biết, em thực sự không biết chúng là đảng Cộng sản. Anh nhìn em đi. Nhìn em là cảm thấy yên tâm rồi. Anh đã thả em ra đi. Thả cậu, vậy không được. Chúng ta là anh em họ, nhưng mà tôi vẫn là một tư lệnh quốc phòng của Thanh Thành, vẫn phải làm đúng luật pháp chức vụ của mình. Tôi nhất định phải nghiêm khắc chấp hành, nhất quyết không thể thiên vị phá vỡ kỷ cương. Anh à, chúng ta đều là khó người già mà. Hay là như vậy, để cậu vào nhà giam 2 ngày. Đến khi nào tôi đem bọn đảng Cộng sản này tra xét rõ ràng, tôi tìm một lý do thả cậu ra. Được mà anh. Được rồi, cậu yên tâm đi. Cai ngục ở nhà giam Thanh Thành là em trai của chị dâu cậu. Cái tên Trương Phú Hải, thần thông quảng đại trong nhà giam, do hắn nói là được. Không để cậu chịu thiệt thòi. Khi tôi bắt được bọn đảng Cộng sản thì thả cậu ngay lập tức.
Đem xuống dưới đi. Nhưng mà anh à, nghe lời đi. Phó quan, rõ. Cậu mau chóng bố trí cho tôi. Rõ cho các anh em nhanh nhẹn một chút. Từ ngày hôm nay phong tỏa thành phố, truy lùng cho ra mạng lưới của phần tử đảng Cộng sản. Bất kể là ai, phát hiện tên nào bắt tên đó. Sao rồi? Đã điều tra rõ ràng rồi. Tiệm thuốc đó là trạm liên lạc của đảng Cộng sản. Không biết vì vấn đề gì để lộ thông tin, bị cái tên La Gia Quý đó bắt đi cả rồi. Nghe nói trong đám bị bắt còn có em họ của hắn. Tên này có phải đảng Cộng sản hay không thì chưa rõ. Bây giờ đang là thời kỳ quốc cộng hợp tác. Lý Gia Quý vậy mà lại đối với đảng Cộng sản động tay động chân mạnh như vậy, e là không đơn giản. Ý cậu là Lý Gia Quý muốn quay súng phản chiến? Tình hình trong thành thế nào rồi? Toàn thành chiến nghiêm, đó là muốn lục soát các bè đảng còn lại. Toàn thành chiến nghiêm. Lúc nào thì bỏ lệnh cấm? Không rõ. Bây giờ các lối ra vào thành đều bị phong tỏa hết rồi. Tôi nghĩ chúng ta muốn thuận lợi đi qua trạm kiểm soát là điều không thể. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách khác. Ai vậy? Phiêu phiêu Hà Sở Tự, thiên địa nhất Sa Âu. Các anh tìm ai? Ông à, Sa Đà Gia sống ở đây phải không? Sa Đà Gia đâu chứ? Các cậu tìm chầm rồi, không sống ở đây. Bạn đồng hành, người cầm đầu không có ở nhà, bạn cùng tuyến giờ đều bỏ mặt rồi. Các anh đều là người của lão Hà hay là người của lão Hải? Hà Hải người một nhà, không nói hai lời.